Xin chào, cả thế giới vừa rất bất ngờ và lạc quan hơn khi nghe Nga công bố đã phê duyệt một loại vaccine chống virus corona. Đây là loại vaccine đầu tiên trên thế giới và Nga cũng là nước đầu tiên trên thế giới có vẻ như đã về đích trong cuộc chạy đua vaccine này. Tuy nhiên, bên cạnh sự hoan hỉ và kỳ vọng thì cũng có rất nhiều người nghi ngờ về chất lượng của loại vaccine được cho là còn quá non để được sử dụng rộng rãi này. Trong đó có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực dược và nghiên cứu vaccine, kể cả WHO cũng tỏ ra lo ngại. Vậy thì sự thật là thế nào? Liệu vaccine của Nga có thật sự chất lượng? Và nếu không chất lượng thì nó nguy cơ mang lại những hậu quả khó lường đến thế nào? Hãy cùng thử nhìn nhận theo cách thật công bằng và khách quan nhé! Để hiểu được vaccine của Nga có vấn đề gì mà khiến dư luận dậy sóng và nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa như vậy, trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các giai đoạn thử nghiệm vaccine mà thế giới cho là cần thiết và đảm bảo an toàn. Theo chia sẻ trên tạp chí Y học Dự phòng, một loại vaccine được khẳng định là an toàn nhất phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đúng với tiêu chuẩn của quốc tế như sau. Giai đoạn 1. Thử nghiệm trên người trưởng thành và khỏe mạnh, nghĩa là chọn những người có sức khỏe tốt nhất với lượng mẫu thử khoảng 30 đến 50 người. Việc thử nghiệm sẽ được bắt đầu từ liều thấp đến liều được đề xuất. Nếu giai đoạn 1 mang lại kết quả tốt, cuộc thử nghiệm sẽ được chuyển sang giai đoạn 2. Đến giai đoạn này, vẫn chọn những người trưởng thành và khỏe mạnh, mẫu thử cỡ 200 người. Mục đích của giai đoạn 2 là để đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine, đồng thời lựa chọn ra liều và lịch dùng vaccine để mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu giai đoạn 2 vẫn thành công tốt đẹp, thì phải thử nghiệm giai đoạn 3. Giai đoạn này sẽ tiến hành với mẫu thử rất lớn, ít nhất là 500 cho đến vài nghìn, thậm chí là cả vạn người, như thử nghiệm vaccine COVID của Mỹ là 3 vạn người. Đặc biệt, giai đoạn này sẽ thử nghiệm trên cả người lớn, người già và trẻ em, chứ không chỉ là người trưởng thành như 2 lần trước. Và cuộc thử nghiệm cũng sẽ được tiến hành ở nhiều nơi khác nhau. Nếu trong quá trình thử nghiệm mà có biến cố bất lợi xảy ra, kể cả là liên quan đến vaccine hay chưa chứng minh được sự liên quan, thì đều phải được ghi nhận và báo cáo với nhà sản xuất, với hội đồng đạo đức và với cả cơ quan quản lý có liên quan. Nếu tần số các phản ứng không mong muốn này xảy ra nhiều thì vaccine có thể sẽ bị loại và phải tạm dừng thử nghiệm. Như vậy, một loại vaccine trước khi được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng cần phải trải qua một quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt và mang đến độ an toàn cao dưới sự giám sát của hội đồng đạo đức các cấp. Đương nhiên, không có vaccine nào là hoàn hảo, đôi khi nó vẫn gây ra những biến cố nghiêm trọng với một người nào đó, nhưng tỷ lệ này phải rất thấp, thường chỉ khoảng 1 trên 1 triệu liều dùng đại trà. Như vậy, các bạn có thể thấy, việc thử nghiệm một loại vaccine mới cần phải trải qua một quá trình rất phức tạp và nghiêm ngặt và cũng rất cần thiết. Quay lại với vaccine của Nga, theo như Nga công bố thì vaccine này đã qua giai đoạn thử nghiệm thứ 2 với kết quả được cho là rất tốt. Thế nhưng tốt thế nào thì không được công khai rõ ràng. Và ở giai đoạn thử nghiệm này, Nga cho biết đã thử nghiệm trên 2 nhóm, mỗi nhóm có 38 tình nguyện viên. Còn giai đoạn thứ 3, giai đoạn thử nghiệm trên diện rộng với nhiều đối tượng khác nhau thì Nga vẫn chỉ đang tiến hành chứ chưa xong. Như vậy, có thể thấy nhiều chuyên gia cho rằng Nga đã quá vội vàng là có cơ sở. Cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 rất quan trọng nhưng lại được bỏ qua thì vaccine của Nga có an toàn hay không? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chưa nói đến tính hiệu quả của sản phẩm. Có thể các chuyên gia ở một số nước không thân với Nga, họ ghen tị hay đố kỵ với tốc độ thần thánh của Nga nên tỏ ra nghi ngờ khả năng của Nga. Nhưng kể cả WHO cũng lo lắng về loại vaccine này và đề nghị được xem dữ liệu an toàn về vaccine thì chúng ta cũng nên băn khoăn. Và chắc chắn một điều, đó là chưa qua giai đoạn thử nghiệm thứ 3 mà đã công bố vaccine thì đúng là liều thật. Đôi khi liều thì ăn nhiều, nhưng khi khác thì toàn là rủi ro. Thế nhưng cũng có rất nhiều người lạc quan ủng hộ Nga phát hành rộng rãi loại vaccine này với quan điểm như sau. Cả Nga và Putin vẫn luôn làm nên những điều kỳ tích và làm việc rất chắc chắn. Thế nên Nga có bứt phá tốc độ nghiên cứu vaccine thì cũng là bình thường. Thậm chí nhiều người còn cho rằng kể cả vaccine có rủi ro mà rủi ro thấp hơn thiệt hại do dịch bệnh thì vẫn là hợp lý. Các bạn mình thấy quan điểm này thì có vẻ là hơi thất đức, nhất là với những người chịu rủi ro đó. Dù sao thì chỉ khoảng 1 tháng nữa chúng ta sẽ biết kết quả liệu rằng Nga có may mắn khi đi một bước khá liều lĩnh như vậy hay họ sẽ phải chịu một cái kết khôn lường. Thời gian sẽ giúp em trả lời những câu hỏi. Còn bạn, bạn có quan điểm như thế nào? Bạn có dám thử nghiệm vaccine này khi chưa biết nó thực sự có an toàn hay không? Cùng bình luận phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!